Hello mọi người, chiều nay tiết like Tôn Nhung Tôn Hai Gia nữa nha mọi người ơi. Nhưng mà chiều nay là tiết có bộ đùi nữa nè, sáng là like là bộ lỗ với bộ dài, bây giờ có bộ đùi luôn, đùi luôn nha. Rồi trời này mặc đùi mới là sướng nha, đùi mà đùi Tôn Hai Gia nữa chứ. Hay chừng cái cửa đập á con. Rồi bây giờ dập ly hả? Dập ly gì? Không có đùi, hồi sáng có mấy bộ lên bán 10 ngàn. Bán có mấy bộ bán hết rồi. Rồi giờ ghim giá đó nha. Tôn Nhung. Tôn Nhung Tôn Hai Gia ha. Đùi 85 ngàn. Lỡ là 115. Dài là 125. Rồi để tiết kiệm giá xíu. Rồi giờ nắng nóng quá phải like. Bộ dài có tay, trời chế hạnh bất ơi, giờ nóng quá chứ ơi, mặt đùi chứ ơi, tay dài nóng lắm chế. Rồi tí thấy mọi người hết nha mọi người. Rồi bây giờ giống như tiết mặt nè, 85 ngàn bộ, bộ đùi nha, có lỡ có dài, lỡ dài sau lưng giống hồi sáng tiết like ha, giờ tiết like đùi trước, hồi sáng chưa có like đùi. Rồi đây bộ đùi Tôn Nhung Hai Gia nha, đùi này tiết sale 85 ngàn thôi. Rồi cái này dành cho chị nào 45 cho đến là 57 kg thì ok hết nha. Rồi mình ghi cho tiết mã này nha, đùi, đùi 1. Dạ em chào Hương Trân. Rồi mình ghi theo mã nha khách, tại vì bông hoa nhiều lắm, sợ nó sẽ bị trùng màu. Thì tiết sẽ đọc mã số cho dễ nha, đùi 1. Rồi đùi 1 giống như tiết mặt có hai bộ nè, 85 ngàn. Bộ đùi ha, đùi 1, 85 ngàn. Đó, hai lớp cho mình, 45 đến 57 kg là ok. Rồi khách mới thì nhớ kèm số điện thoại dùm tiết nha, tại vì bên tiết gọi chốt đơn. Rồi đùi 1. Đùi 1. Đùi 1 125 ngàn. Ơ quên, nói lộn, 85 ngàn bộ đùi. Bộ lỡ 115 ngàn, bộ dài 125 ngàn. Rồi đùi 1. Rồi đây là đùi 2. Tất cả là Tôn Nhung Hai Gia hết nha. Rồi đùi 2. Đùi 2 này không có nơ sau lưng, còn bộ tiết mặt là có nơ. Bình hòa đùi 1. Bộ mặt 85 ngàn. Rồi đang cầm là đùi 2. Quần có túi hết nha cả nhà. Ngọc quý đùi 1 85 ngàn. Rồi bây giờ đùi 2 đi khách. Đùi 2 có 2 bộ, 85 ngàn thôi khách ơi. Tôn Nhung Hai Gia tầm này phá mặt mấy cái này mới sướng cả nha. Rồi đùi 2 nha, phá sướng luôn, 45 cho đến 57 kg. Rồi 85 ngàn đùi 2. Rồi đây khách yêu ơi, chốt liền đùi 2 nha, giá có 85 ngàn thôi. 45 đến 57 kg là mình vừa. Cao gọn thì 58 chứ cũng ok.
Rồi kéo đơn đùi 3. Đây. 45 đến 57 kg, 85.000 đùi 3. Rồi chia sẻ giùm tí tương tác vô nha, có 85.000 đùi 3. Rồi lấy ghi giùm tí đùi 3 nha, 85.000 đùi 3. Rồi có hai bộ đùi 3. Đây nha khách, 12 đùi 3. Rồi 85.000. 65 kg tiếp không có khách. Cái này nó có một cỡ một à. Có một cỡ một thôi. Đùi 2, đùi 3. Rồi có bông tối cho mình luôn. Rồi 65 kg không có khách. Ngọc Quý. Rồi đúng rồi em. Rồi chị lưu địa chỉ của em là đúng rồi. 13 Ngọc Quý. Rồi ok em gái. Đùi 3 cho Ngọc Quý. Đùi 3 cho Lan. Rồi giờ để lên cao rồi để thấp khom khom hợp quá. Rồi đùi 3 cho Lan. 60 kg không có hết, em có một cỡ này thôi. Rồi có sáng có tối nha. Đây. Cái này ghi chi tiết là đùi 60. Đó, có sáng có tối, mình thích mặt sáng cũng có mà mình thích mặt tối cũng có luôn. 50 kg nè, tiếp 50 kg mét 6 đang mặc nè. Dễ mặc. Rồi mã này ghi chi tiết là đùi 60. 45 đến 57 kg. Rồi chốt đơn đùi 60 85.000. À, mét 6 50 kg đang mặc. Áo là dán chữ E cho nên dễ mặc. Rồi ok Ngọc Quý hai bộ gửi luôn ok em nha. Rồi cảm ơn 10 Nguyên Nguyên. Cảm ơn khách nha. Mã này ghi chi tiết đùi 60 nha. Đùi 3 hết rồi Bình Hòa. Đùi 3 có hai bộ thôi. Rồi Loan Nguyễn đùi 60 một bộ chị. Bây giờ chị muốn lấy bông khác không? Vậy là chị 60 61 ha. Rồi Lan hôm qua bộ chưa gọi, hôm nay tiếp dồn cho. Loan Nguyễn là đùi 60 một bộ, đùi 61 một bộ nha. Đó có nghĩa là mình lấy cái kiểu đó mà hai bộ khác nhau phải không Loan Nguyễn? Phải không khách ơi? Rồi đùi 60 hết rồi tình yêu. Rồi Loan Nguyễn ok nha, hai bộ. Quá đẹp luôn. Rồi mã này mình ghi cho tiếp là đùi xanh 85.000. 45 đến 57 kg hốt lẹ khách, 50 kg mặc thoải mái, 52 kg mặc bao đẹp, 57 kg ok luôn. Tại vì nó một cỡ giống tiết mặt là dành cho chị nào 45 cho đến 57 kg, đùi 60 hết hàng. Bây giờ đùi xanh. Đùi xanh cho Minh Uyên, tiết sẽ like xen kẽ và sáng và tối cho chị nào cũng mua được nha. Rồi 60 hết nè. Bộ này ghi cho tiết là đùi 71. Đùi 71 không có hai dây nha khách. Quá đẹp luôn, quần có hai túi, 85.000 bộ đùi nha. Mã này mình ghi cho tiết là đùi 71. Đó có sáng có tối. Đùi 71 45 đến 57 kg. Rồi giá tiết sale Tôn Nhung 2 da 85.000. Đùi 71 Minh Uyên đùi 71. Rồi bên sáng bên tối cho khách. Rồi đùi vàng. Đùi vàng là tương tự như tiết mặt hai lớp cho mình. Rồi 85.000 bộ đùi. Đùi vàng. Mặt sướng lắm. Trời này mặt phải mặt to như vậy mới sướng cả nhà ơi. Rồi đùi vàng nhìn tiếp nha, 85.000 đùi vàng. Rồi ghi cho tiết mã này là đùi 44. Không có size lớn Lê Thanh Phong, cái này tiết con cỡ giống như đang mặc thôi. 45 cho đến 57 kg. Rồi đùi 44 là tiết ăn cầm. Đùi vàng cho Tiên Nguyễn. Rồi đùi vàng tiết có hai bộ. Đùi vàng cho Thảo Mộc. 85.000. Rồi đùi vàng khoan tiết câu đồ toàn. Rồi còn đùi vàng luôn. Rồi đùi vàng. Coi fan bên tiết gọi khách chưa? Nếu mà chưa gọi thì dồn được. Cái nào gọi rồi tiết không dồn được nha. Đùi vàng. Đùi vàng. Rồi ấy hên quá còn luôn. Đùi vàng cho Đặng Thu.
85.000. Hết vàng nha cả nhà. Rồi hết vàng 65kg không có. Đùi 44. Có lỡ hoa 10 giờ, có quần lỡ nữa nha. Rồi khôi phan ok chưa, gọi Minh Tuyết dồn đơn cho. Em mới nhận đồ vải đẹp lắm chị. Cảm ơn Thu Lê. Đây bộ này là đùi 44. Đùi 44. 85.000 giá sale cả nhà, mã này 44 nha. Đây. 45 đến 57 kg. Rồi 85.000. Đùi 44. Rồi có sáng có tối cho mình nha. Rồi đùi xanh biển, quá dễ thương luôn. 45 đến 57 kg. 85.000 đùi xanh biển. Rồi đùi xanh biển nha khách, quá dễ thương mà xanh biển. Giống giống như tí đang mang vậy đó, hai lớp. Lan văn đùi xanh biển phải không chị? Đùi xanh biển toàn bộ nha khách. Đùi xanh biển tiếp còn nha. Còn 2-3 bộ luôn nha, xanh biển còn hàng luôn nha. Khách lấy cứ ghi đùi xanh biển, đùi này là đùi 44 nha. Đùi 44. Đây có sáng có tối cho mình. 50kg không vừa chị. Cái này 57kg cho là. Đùi xanh biển cho chị Lâm Sắc. Đùi xanh biển. Rồi ok chị. Em còn đùi xanh biển nữa nha khách. Còn nữa nha. Rồi đùi xanh biển chị Châu Ngọc. Rồi đùi xanh biển. Rồi nhớ ghi chữ đùi dùm tiếp nha. Nhớ ghi cái mã có chữ đùi nha. Phương Thảo Lê Nguyên mua hàng kèm số khách. Mua hàng kèm số điện thoại. Rồi bên Tiết gọi chốt đơn kèm số vô nha. Kèm số máy lấy hàng nha. Đùi 44 Hòa Bình. Hòa Bình ơi 44 có 1 bộ à tình yêu ơi. Rồi Lâm Văn xả ra. Xanh hướng dương không có nha. Lâm Văn xả ra. Rồi Lan Văn em xả nha. À xanh hướng dương đây. Rồi chị ghi xanh. Em đang cầm xanh biển. Rồi đây nè. Rồi bông hướng dương nè. Rồi xanh biển Ly Nguyễn. Rồi ok nhớ ghi rõ giùm em nha. Không ghi rõ cái em lấy sai đồ. Giọt lệ sau rồi xanh biển. Rồi mã này mình ghi cho tí là đùi 5. Đùi 5 nha. 45 đến 57kg. Đùi 5. 85.000 thôi giá sale các đôi đùi 5. 45 đến 57kg, 85.000 đùi 5. Quần lỗ quần dài sau lưng, quá trời nhiều luôn nha, lỗ dài sau lưng. Rồi ghi giùm tiếng mã này là đùi 5. Rồi chốt đơn nhìn tiếp. Đùi 5, bông hướng dương còn không, để em coi nha chứ. Coi coi còn không bông hướng dương. Rồi hiện tại là em không thấy, à còn một bộ, còn một bộ chị ơi. Rồi bông hướng dương em còn bộ. Rồi đùi 5 cho Thảo Mộc. Có một bộ đùi 5. Một bộ đùi 5 nha. Rồi ai thích hồng lên hồng luôn. Rồi đùi 5 em hết nha. Rồi đây đùi hồng nè. Hướng dương còn 2 bộ luôn nè. Rồi chị Mỹ Hằng Mai. Rồi đùi hướng dương nha chị. Bông hướng dương một bộ. Rồi còn bộ nữa nha khách. Đùi 5 tiết hết Ngọc Tuyền, đặt qua mã khác dùm tiết nha. 62kg không có Linh Nguyễn. Rồi đùi hồng tiết có 2 bộ nè. Dễ thương. Rồi chốt đơn đùi hồng đi khách. Quá dễ thương luôn. 45 đến 57kg. 2 bộ đùi hồng nha. Đây chốt liền chốt liền. Đùi hồng cho chị Lâm Sắc 1 bộ. Rồi ai lấy đùi hồng lên đùi hồng. Đùi hướng dương. Đây đùi hướng dương. Rồi đùi hướng dương. Đùi hướng dương còn nha. Rồi đùi hồng còn luôn. Chinh Lê đùi hồng. Rồi mã này là đùi 6. Đùi hồng. Rồi còn đùi hồng luôn. Hiệp Châu Ngọc đùi hồng. Rồi đây đùi 6 nè. 45 đến 57kg, 85.000. Quần dài đợi tí xíu nha.
dài lỡ có luôn. Dạ, bông hướng dương này tầng luôn này chị, tầng luôn. Đùi hồng cho Bình Hòa, Bình Hòa đùi hồng. Rồi, đùi hướng dương cho Mỹ Hạnh. Đùi hồng Bùi Tấn Kiệt. Đùi hồng. Rồi, tạm hết đùi hồng. Bộ mặt, à, bộ mặt còn hết. Rồi, mình ghi đùi mặt nha, còn luôn. Đùi mặt nha. Rồi, này là đùi sáo nè. Đó, like có sáng tới tối luôn. Bùi Tấn Kiệt. Rồi, đùi sáo Trần Thị Hồng Nhi. 57kg cao mới vừa nha, Trần Thị Hồng Nhi. Trần Thị Hồng Nhi cho biết chiều cao 57kg mà thấp là mà không vừa. Trần Thị Hồng Nhi cho biết chiều cao đi. Quyên Lê đùi mặt 85.000. Đùi mặt. Rồi, sọc không có quần dài Dung Nguyễn ơi. Cái này là em sale là tại vì em đã like qua rồi, còn sót lại hàng thì em sale thôi, chứ cái này không có quần dài. Rồi, Trần Thị Hồng Nhi 57kg lên chiều cao đi khách. Tại vì 57kg cao mới vừa, 60kg không vừa, 45 cho đến 57kg. Mà 57kg phải cao mặt mới vừa. Rồi, đùi mặt cho Liên Nguyễn. Ây da, đùi mặt, khoan em coi có còn không. Rồi, còn bộ đùi mặt mét 58 rồi, ok, mét 58 là cứ chốt mã rồi, khỏi lên xuống cái mét 58, 57kg là vừa, cứ chốt mã thôi nha. Rồi, đùi mặt cho Trần Liên. Rồi, em hết đùi mặt nha, em lên màu khác cho nè. Rồi, kỹ rồi, rồi còn đây, còn nữa nè. Rồi, đùi mặt cho Ngân Phan, ok, Ngân Phan có đùi mặt luôn nè em. Đùi mặt. Hồi nãy ai lấy đùi vàng, có đùi vàng luôn nha. Đó, đùi vàng, đùi hồng còn luôn nha khách, đùi vàng, đùi hồng còn đủ luôn nha. Rồi, hết đùi mặt nha chị Ánh Tuyết. Đùi sáu em hết. Rồi, đùi vàng cho Lan Văn. Đùi vàng. Đùi mặt em hết nha. Đùi sáu em hết, đùi hướng dương. Hình như Mỹ Hạnh, Mỹ Hạnh nãy lấy đùi hướng dương rồi phải không Mỹ Hạnh? Mỹ Hạnh nãy có một bộ gì rồi? Cái nào có rồi đừng đặt nữa, đặt nữa em lấy chị trùng. Mỹ Hạnh bây giờ là bộ nào chị có rồi chị đặt qua bộ khác nha chị. Rồi, đùi sáu hết hàng, đùi kem. Cái nào mình có rồi, tí đặt tên rồi thì mình đặt qua mã khác để đặt một lần nữa là tiếc lấy bị trùng đồ. Mã này là đùi kem. Đó, hai tầng không nè. Đùi hồng với Chi Nguyễn. Rồi, ok, Chi Nguyễn đùi hồng. Rồi, đây là đùi kem nè khách ơi. Dễ thương quá trời luôn. Đùi mặt tiếc hết. Đùi kem tiếc còn nè. Mỹ Hạnh đùi kem. Rồi, chốt đùi kem nha. Châu Lý Kim Sang đùi kem. Đùi kem còn hàng Chi Nguyễn đùi kem. Đùi vàng còn luôn. Đùi vàng còn luôn nha. Rồi, đùi kem Chi Nguyễn đùi kem, Ngân Phan đùi kem. Rồi, để tiếp coi còn kem. Còn luôn đùi kem. Rồi, Nghĩa Hồ đùi kem. Con Nhung Hai Gia, Liên Trần Thị Bích. Con Nhung Hai Gia. Rồi, qua màu tối nè. Rồi, bộ này là đùi 7. Đùi 7 nha, 45 đến 57kg. Đùi 7, 85.000. Rồi, bộ này cách lấy như cái tí là đùi 7 nha. Đùi 7 này có một bộ thôi nha khách. Đùi 7, 45 cho đến là 57kg. Rồi, túi như thế này. Rồi, cách ghi cho tiếp mã của mình là đùi 7 nha. Đùi 7. Đùi cam. Rồi, chị Mỹ Hằng Mai có đùi cam luôn. Rồi, bây giờ tiếp có đùi 7 nha khách. Đùi 7, Mỹ Hạnh có đùi 7. 70kg không có chị. Đùi 8 này tiếp có hai bộ. Hai bộ đùi 8 nha. Đùi 8. Không có size to chế mừng sinh ơi. Cái này 45-57kg. Đùi 8 có hai bộ. Đùi 8 với Ngọc Tuyền. Rồi, 7 tiếp hết, còn 8 thôi khách.
Rồi đùi 8. Hết 7, hết 7. Đùi 8. Rồi, chị Mỹ hôm nay có cam rồi chị, chế có cam rồi, chế có hai bộ rồi á. Rồi, hiện tại cái còn đùi 8 chinh lê, đùi 7 hết nè. Đây là đùi sọc 45 đến 57 kg. 85.000 đùi sọc. Đây là đùi sọc. Rồi, cưng xỉu luôn đùi sọc. Hai lớp mà phía sau phía trước đều hai lớp nha. Rồi, chốt đơn nhìn tiếp, bộ này là đùi sọc. Đùi sọc cho Nghĩa Hồ. Đùi sọc cho Chi Quỳnh. Rồi, chốt đơn đùi sọc. Đùi sọc cho Thảo Mộc. Rồi, ok còn luôn nha. Rồi, đùi sọc còn hàng luôn nha khách. Khách nào lấy mình cứ lên đùi sọc nha. Đùi sọc. Rồi, đùi sọc. Mã này ghi cho tiếp là đùi vàng chuột. Kim hoa trần đùi sọc. Rồi, 85.000. Đùi sọc còn hàng luôn, đùi vàng chuột. Đùi vàng chuột 45 đến 57 kg, 85.000. Đùi sọc cho chinh lê, chinh lê đùi sọc. Rồi không có lớn chị Loan Trần. Rồi đùi sọc. Rồi mã này là đùi vàng chuột, Châu Lý Kim Sang đùi vàng chuột. 85.000. Rồi chốt đơn đùi vàng chuột đi khách. Rồi đùi vàng chuột ở Chi Nguyễn. Chi Nguyễn đùi vàng chuột. Rồi vẫn còn đùi vàng chuột nha khách. Trần 1 đùi vàng chuột. Rồi đùi vàng chuột còn hàng luôn nha khách ơi. Còn hàng luôn nha. Rồi ai lấy đi giùm tí nè. Đùi vàng chuột tiếp còn luôn nha. Rồi má này mình ghi cho tiếp đùi chính. Đùi chính nha. 45 đến 57 kg Hạnh Phạm đùi vàng chuột. Rồi đùi chính, đùi chính. Đùi chính nha. 45 đến 57 kg 85.000. Đùi chính nha, đùi chính. Rồi khách lấy ghi giùm tiếp mã của mình là đùi chính nha. 45 đến 57 kg 85.000, đùi chính. Chi Quỳnh có đùi chính. Rồi ok khách. Đùi 10 khách ơi. 45 đến 57 kg đùi 10. Đùi mặt tiếp hết hàng. Khoan khoan còn 1 còn 1. Còn 1. Đây, hoa cẩm chướng có đùi mặt. Đùi mặt. Rồi đùi 9 hết hàng, đùi 10. 45 đến 57 kg. Rồi đùi 10, đùi 10. 85.000 thôi khách, đùi 10. Rồi khách lấy đi giùm tiếp mã của mình là đùi 10 nha. Rồi Ngọc Bi đùi 10. Rồi cái này ghi cho tiếp là đùi beo. Đùi beo này tiếp còn có một bộ à. 45 đến 57 kg. 85.000 đùi beo. Rồi đùi beo, đùi beo. 85.000 khách yêu ơi. Đùi beo nha. Rồi mã này ghi cho tiếp đùi 11. Đùi 11 nha. Thân bé mỗi mã một bộ khách, mỗi mã một bộ nha. Vũ Hiền chị. Chị đặt mấy bộ chị, bên tiếp hai bộ trở lên mới gọi á chị. Rồi Hạnh Phạm đùi beo. Rồi đùi 11. Rồi 45 cho đến 57 kg đùi 11, 85.000. Rồi hân bé mình đặt hàng thì mình ghi mã kèm số điện thoại. Đó, mình thích mã nào thì mình ghi mã đó nha. Cái này là đùi 11. Phương Hà đùi 11. Ba bộ.
Rồi bữa nay chủ nhật là nhân viên chốt đơn không có làm á Vũ Huyền. Rồi ngày mai em nói nhân viên gọi lại cho khách nha. Trần Thị Linh Kiều mua hàng nhớ kèm số khách ơi, khách mới phải có số. Đùi 12 45 cho đến là 58 kg. Rồi 85.000. Đùi 12. Đùi 12. Rồi đang cầm là đùi 13. Đùi 13 nha khách, mình ghi theo mã tiếp tục nha, tại vì nó nhiều hoa văn. 11 hết, đùi 12 và đang cầm là đùi 13. Có lỡ có dài luôn chị Thanh Vân ơi, có luôn nha chị. Rồi đây, cái này là đùi 12. Cái này là đùi 13, Phương Hà đùi 12. Rồi ok, Vũ Hiền ngày mai bên em gọi lại nha. Tại hôm nay chủ nhật, mấy bạn chốt đơn nghỉ. Rồi đùi 13, đùi 13 nhìn tiếp nha. Đùi 13. Mười hai tiếp hết. Rồi quá đẹp luôn. Đùi xanh nhạt, đùi xanh nhạt. Rồi 45 cho đến 57 kg. 85 nè, đùi xanh nhạt. 65 kg tí không có hết. Đùi xanh nhạt. Rồi đùi xanh xám. Đùi xanh xám 45 cho đến 57 kg. Đùi 13 cho Phương Hà. Rồi ok Phương Hà. Đang cầm là đùi xanh xám. Đùi xanh xám là giống như tiết mạch vậy đó, hai tầng. Rồi đùi xanh xám và đùi xanh nhạt. Thảo Mộc có đùi xanh xám. Rồi đùi xanh nhẹ cho Trần một. Rồi đùi 17 khách ơi. Cái này có mã đọc luôn ha. Đùi 17 45 đến 57 kg. Rồi đùi 17. Đùi 17 nha. 45 đến 57 kg. 85.000 đùi 17. Má đẹp luôn nè. Đùi 17. Mặt tiếp hết rồi khách. Rồi đây đùi 18. Rồi đùi 17 và đùi 18 nha. 45 đến 57 kg. Đùi 85.000. Đây đang cầm là đùi 18. Quá đẹp luôn. Đùi 17, đùi 18. Hoa chung đùi 18. Rồi còn đùi 17 nha các. Còn đùi 17. Đùi vàng. Rồi 45 đến 57 kg. Đùi vàng 85.000 đùi vàng. Đùi vàng các ơi. Đẹp quá đẹp luôn. Giống như tiết mạch mà hai lớp. Rồi đùi vàng. Rồi mã này đùi 19. Đùi vàng chị Mỹ Hằng Mai. Rồi đang cầm là đùi 19. Đùi 19. Đùi vàng hình như tiếp còn. Vàng Chanel. À vàng đó hình như là đây. Còn một bộ thôi. Đùi vàng. Ngân Phan đùi vàng. Rồi còn đùi vàng. Có đùi vàng. Rồi Ngân Phan đùi vàng. Hạnh Phạm đùi vàng. Đùi 19 Hồng Anh. Hồng Anh có đùi 19. Tiết mặt hết rồi khách. Rồi bây giờ tiết có à, để coi. Chứ có mấy bộ size to nè. Chứ có mấy bộ size to nha.
ba bộ size to, chị nào lấy thì chốt nha, ba bộ này size to nha. Rồi cái này 65kg cho lại, mình ghi cho tí là đùi đại ngân hoang gửi luôn cho em, ok. Rồi đùi đại nha, 65kg cho lại. Rồi đùi đại, chốt đơn nhìn tiếp đùi đại. Đùi đại này tiếp có 3 bộ, coi kỹ lên coi. Rồi đúng rồi, có 3 bộ đùi đại nha, 60-65kg. Rồi chị nào lấy mình chốt luôn đi, có 3 bộ thôi. Đùi đại Thu Nguyễn 1 bộ nè, đùi đại 2 nè, đùi đại 2 nha, 60-65kg, 85.000 đùi đại 2. Có 3 bộ thôi, có 3 bộ đùi đại thôi khách. Rồi đây là đùi đại 3, 3 bộ đùi đại thôi nha. Rồi đùi đại 2 là bộ này, 60-65kg. Rồi còn cái này là đùi đại 3, 60-65kg, 3 bộ thôi nha. Còn lại là giống như tiết mặt, 45-57kg. Rồi còn lại 2 bộ đại. Rồi Chi Nguyễn có đùi đại 3, bộ đùi đại 2 nha. Rồi đây đùi đỏ 45-57kg, đùi đỏ. Rồi đùi đỏ đi khách, 45-57kg, đùi đỏ 85.000, đùi đỏ. Rồi đùi đỏ chị Mỹ Hằng Mai, đùi đỏ. Đùi đại 2 Trang Nguyên 85.000. Rồi đùi xanh hết đại rồi, Cherry Nguyễn hết đại. Quần mặt, quần đùi hết hàng. Rồi mã này ghi cho tí là đùi xanh 45-57kg, 85.000. Còn 2 bộ đùi xanh, đùi xanh giá Hồng Anh. Rồi còn bộ đùi xanh nữa nha khách, còn bộ đùi xanh nữa nha. Rồi khách ghi cho tí là đùi hồng, Chi Nguyễn có đùi xanh rồi, ok Chi Nguyễn đùi xanh. Rồi đùi hồng cũng thế, đùi hồng 45-57kg. Rồi 85.000 đùi hồng. Đùi xanh Nguyễn Ngọc Thúy. À đùi xanh, khoan khoan nữa chứ con, còn đây hơn quá, còn bộ cuối cùng. Rồi Nguyễn Ngọc Thúy có đùi xanh. Rồi đùi hồng nha khách, đùi hồng. Rồi mã này đùi 20, 45-57kg, 85.000 đùi 20. Quá đẹp chưa, đùi 20, 85.000 đùi 20. Đùi hồng Nguyễn Ngọc Thúy, rồi ok khách, 85.000. Út Heo có đùi 20, rồi 85.000. Đùi đại biết hết rồi, nãy có 3 bộ à, có 3 bộ thôi. Đùi bi khách ơi, Nguyễn Mai Anh khách mới kèm số điện thoại nha khách. Đùi bi nè, có 1 bộ một thôi, 45-57kg, rồi 85.000, đùi bi. Rồi bộ này đùi trái thơm, Nghĩa Hồ lấy đùi bi 85.000. Rồi cái hình trái thơm, đùi trái thơm, đùi trái thơm 45-57kg, 85.000 đùi trái thơm. Rồi mã này là đùi 29, đùi 29 nha, 45-57kg. Đùi thơm cho Trúc Phương, Trúc Phương đùi thơm, còn đùi thơm nha hết, đùi bi hết. Rồi mã này đùi 29, đùi trái thơm Nguyên Lê. Rồi ok Nguyên Lê, đùi trái thơm toàn bộ. Rồi đùi trái thơm, đùi 29 Nghĩa Hồ, trái thơm, trái thơm thơm. Để coi còn trái thơm, tay còn trái thơm luôn. Rồi đùi trái thơm
Bùi Tấn Kiệt, đùi cái đó không? 29 hết hàng. Đùi xanh. Rồi 45 cho đến 57 cái đùi xanh. 85 nghìn. Rồi đùi xanh các ơi. Rồi xanh chữ nha. Đùi xanh nha, đùi xanh. Đùi xanh. Rồi bộ này đùi 3. Đùi 3, 45 đến 57 kg, 85.000 đùi 3. Đùi xanh tím phong lan. Rồi đùi xanh còn hàng luôn nha. Rồi mã này ghi cho biết đùi 3, đùi 3 là sọc. Đùi 3, 45 đến 57 kg. Đùi 3, 85.000. Rồi, chốt đơn mã này đùi 4 luôn. Đùi 4 luôn đây. 45 đến 57 kg. Đùi 3 cho duyên vỏ. Rồi, ok khách. Đùi xanh còn hàng luôn. Đùi xanh biết còn luôn. Đùi xanh chi quỳnh. Đùi 3 biết hả? Đùi 4 hoa chung. Đùi 4 hết, đùi xanh còn. Đùi xanh Nguyễn Mạnh Phát, đùi xanh. Nguyễn Mạnh Phát, đùi xanh. Rồi hết đùi 4. Mã này ghi cho tới đùi hồng. Đùi hồng nha. Rồi chốt đơn nhìn tiếp, đang cầm là đùi hồng. Quá đẹp luôn, 45 đến 57 kg, 85.000. Rồi, Mỹ tươi, hoa tươi Mỹ Linh hôm qua bộ nam bộ ok. Rồi, hết 4 đùi hồng. Duyên vỏ lấy đùi hồng. Đùi hồng rồi để tôi coi coi còn bộ đó. Rồi, hiện tại hết luôn. Rồi, đùi 2. 45 đến 57 kg, 85.000 đùi 2. Đùi 2, đùi 2 chắc rồi. Đùi 2, đùi 2. 85.000. Đùi 2. Rồi, đùi lá luôn. 45 đến 57 kg, 85.000 đùi lá. Đùi lá đi khách, đùi lá. Đây đùi lá nha, màu xanh lá, giống kiểu tiết mạch. Đùi 2 và đùi lá. Đùi 2 Bình Hòa. Một bộ, không có hai bộ, mỗi đứa em có một. Rồi đùi lá. Đùi lá thì chum chum. Rồi đùi vàng. Rồi đùi vàng 45 cho đến 57 kg. 85.000 đùi vàng. Đùi 2 hết. Kg không vừa Nguyễn Lanh, 45 đến 57 kg thôi. Rồi mã này là đùi 4. Gia Linh Nguyễn Hoàng đùi vàng. Đùi lá, coi lá còn, đùi lá còn. Đùi lá Nguyễn Mạnh Phát. Đùi vàng hết hàng. Đùi 4. Đùi 4, đùi 4. 45 đến 57 kg đùi vàng hết rồi cả nhà. Đùi 4 Nguyễn Bé. Rồi đùi đỏ. Đùi đỏ 45 đến 57 kg đùi đỏ. Rồi khách lấy ghi cho tiếp đùi đỏ nha. 45 đến 57 kg đùi đỏ.
này là đùi 5. 45 đến 57 kg đùi 5. Rồi, đùi 5 nha. 45 đến 57 kg đùi 5. Rồi, đây là đùi 5. Rồi, đùi beo gọn bộ nữa. Rồi, đùi beo 45 cho đến 57 kg đùi beo. Đùi đỏ cho bà trẻ, bà trẻ đùi đỏ. Rồi, đùi 5 cho Ngọc Bi. Rồi, đùi beo hết rồi, đùi beo 45 đến 57 kg đùi beo. Ngọc Hạnh đùi beo. Rồi, mã này ghi cho Tiết là đùi 12, đùi 12. 45 đến 57 kg đùi 12. Sọc. Đùi 12. Đùi xanh dương. 45 đến 57 kg đùi xanh dương. Đùi xanh dương các ơi, đùi xanh dương. Đùi 12, đùi xanh dương. Ái Hoa Phan đùi 12. Đùi xanh dương đẹp quá nè khách, đùi xanh dương. Hai nha, hai lớp cho mình. Đùi xanh dương. Rồi, đùi xanh lá. Đùi xanh dương và đùi xanh lá. 45 đến 57 kg đùi xanh dương và đùi xanh lá. 45 đến 57 kg đùi xanh dương và đùi xanh lá. Giờ ok Ngọc Bi nha. Võ Thị Thảo có đùi xanh dương. Trân Thị đùi xanh lá. Rồi mã này đùi 24. Đùi 24 hết rồi. Xanh lá hết rồi khách. Xanh lá có một bộ thôi. Rồi ghi giùm tiếp. Đùi 24, 45 đến 57 kg. Đùi 24. 85.000 thôi khách. Thảo Mộc có đùi 24. Rồi đây đùi đỏ 45 đến 57 kg. Rồi 85.000 đùi đỏ. Đỏ này giỏ chữ. Rồi chốt đơn nhìn tiếp đùi đỏ nha. 85.000. Đẹp quá. Đùi đỏ, đùi đỏ. Rồi đùi 25. 45 cho đến 57 kg 85.000 đùi 25. Rồi đùi 25. Dễ thương quá đùi 25. Rồi bông hồng Nghi Phương Giãn đùi 25. 85.000 bộ đùi, đùi đỏ 85.000. Rồi đùi hồng 45 đến 57 kg 85.000 đùi hồng. Coi Phan không có bèo khách. Đùi hồng. Rồi đùi 32. Rồi hai dây chéo sau lưng nè. Đùi hồng cho Ngọc Hạnh. Rồi hết hồng. Đùi 32. Rồi Chi Nguyễn là gửi luôn hay sao chị? Nếu mà đi đơn không gọi thì chị ghi cho em là gửi luôn không gọi. Đó, chị ghi vậy giùm em nha. Mã này mình ghi cho Tí là đùi 32. Chốt cho Út Heo đùi 32. Rồi 32 tiếp hết. Rồi ghi cho Tiết là đùi chữ. 45 đến 57 kg đùi chữ. Dạ ok chị Chi Nguyễn gửi luôn không gọi. Khách cũ là không gọi được nha. Khách mới là Tiết phải gọi để xác nhận thông tin.
đùi chữ và tiết nào 45 đến 57 kg. Rồi 85 nghìn đùi chữ. Rồi đùi 33 là cái nơ to sau lưng, đùi 33. Rồi 45 đến 57 kg đùi chữ Gia Linh Nguyễn Hoàng. Rồi chữ có một bộ à khách, một bộ chữ. Đùi 33 khách ơi, đùi 33. Đẹp quá khách, đùi 33. Rồi muốn hàng kèm số điện thoại sai luôn. Rồi khách mới thì phải kèm số, mình cứ gọi chốt đơn. Rồi đùi 33 Bình Hòa. Đùi 33. Mã này đùi hoa nhí, đùi hoa nhí. 45 đến 57 kg, cao gọn 58 kg cũng vừa khách, đùi hoa nhí. Đẹp quá nè. Rồi đùi hoa nhí này tiếp có hai bộ nha, đùi hoa nhí 33 hết hàng nha. Rồi đùi hoa nhí. Đúng rồi Trang Nguyễn. Hai bộ trở lên mới chốt chị, mới gọi điện nha. Đang mặc hết hàng rồi khách. Hà Trần có đùi hoa nhí. Rồi Trang Hà Trần. Tiếng Phong Lan có đùi hoa nhí. Rồi đẹp quá, đùi 34. Hoa nhí tiếng hết rồi cả nhà. Rồi đùi 34, 45 cho đến 57 kg, 85 nghìn. Đùi 34. Quân Trần đùi 34. Rồi ok chị. Rồi mã này ghi chế đùi xanh 45 cho đến 57 kg. Rồi đùi xanh. Rồi ok Thảo Mộc gửi luôn. Rồi đùi xanh 45 cho đến là 57 kg. Bộ tiết mặt hết nè. Thu Thủy Lê đùi xanh. Đùi xanh để coi hình như là biết còn xanh. Đây, còn bộ đùi xanh. Còn bộ đùi xanh, Nghi Phương Giảng có đùi xanh. Hết xanh. Em nhận được 3 áo rồi, vải im lắm. Rồi cảm ơn Vân Thi nha. Rồi đùi 35. Đùi 35 nha khách. 45 đến 57 kg. Rồi 85 ngàn, đùi 35. Hết xanh rồi chị. Rồi ghi gì mẹ tiếc là đùi xanh nhạt. Đùi xanh nhạt 45 cho đến là 57 kg. Gia Linh Nguyễn Hoàng đùi 35. Rồi đùi xanh nhạt 35 tiếc có 1 bộ à. Đùi xanh nhạt. Rồi khách lấy ghi dùm tiết mã đùi xanh nhẹ. Rồi tiết hai bộ này cho bộ này tiết còn 3-4 bộ nè. Đùi xanh nhẹ. Giờ Bình Hòa chị ơi, chị 6 bộ rồi, khách mới em chốt có đa 5 đến 6 bộ. Mình mua thêm thì mình cọc, em chốt thêm nha. Còn không cọc thì em vẫn chốt. Mấy bộ nãy giờ em chốt với chị em vẫn chốt bình thường. Rồi em hết đùi xanh nhẹ. À, em mặc ghi cho em là đùi hồng nhẹ. Đùi hồng nhẹ nha. Đùi hồng nhẹ. Rồi cái này khách ghi cho tiếng là đùi 79. Đùi 79 này đẹp nè, hai cái nơ sau lưng. Đùi 79, đùi hồng nhẹ thì chum chum bộ mặt. Rồi đây khách ơi ghi cho tới đùi 79. Đùi hồng nhẹ cho Hà Trần. Đùi hồng nhẹ cho Sai Lường. Rồi đùi hồng nhẹ còn hàng luôn nha. Ở đây là đùi 79 khách ơi, đùi 79 nè, hai cái nơ sau lưng.
đùi 79. Rồi khi nào chị cọc rồi em mới lấy thêm cho chị Bình Hòa ơi. Đùi 79. Rồi, Vinh Triệu chốt rồi á chị. Đi hàng rồi á chị. Đùi 79 hoa cẩm chướng. 45 cho đến 57 kg, quá đẹp luôn. Đùi hoa nhí. 45 đến 57 kg đùi hoa nhí. Rồi, đùi hoa nhí. Rồi, tiếp mặt là đùi hồng nhẹ. Rồi, đang cầm là đùi hoa nhí. Rồi, chốt đúng mã thì tiếp nha mấy chị. Để đi lấy đồ cho đúng. Chum chum đùi hoa nhí. Hoa nhí có một bộ. Đùi 64. Đùi 64. Đùi 64 nha. 45 cho đến 57 kg. Đùi 64. Rồi đùi lá toàn bộ. Rồi khách ơi, đùi lá với phòng một bộ. Rồi chị Thí Diễm đùi 64. Rồi ok chị. Đùi lá đi khách ơi. Đùi lá 45 cho đến 57 kg đùi lá. 64 tiếp hết. Rồi đùi bi. Đùi bi khách ơi. Đùi 64 đùi bi. Đẹp quá. À đùi 64 tiếp trước rồi, đùi lá là Đặng Thu. Có 4 là đã trốn. Rồi đùi bi nè khách. Đùi bi cho sai lường. Đẹp quá khách ơi. Hết bi nha khách. Bi có 1 bộ á. Rồi đùi 65. Đùi 65. Rồi 45 cho đến 57 kg. Đùi 65. Dễ thương quá trời. Đùi 65. Rồi đùi hồng chữ. Đùi hồng chữ. Xếp tỉnh 30, Sài Gòn 20 sai lường. Đùi 65 cho chị Diễu Thanh. Rồi 65 tiếp hết. Mã này ghi cho tiếp đùi hồng chữ. Mấy cái sọc đó là mỗi bộ chứ chỉ có một thôi đó, mỗi sọc là một bộ. Hello anh Trần. Đùi hồng chữ nha, nó có chữ chữ ở đây. Đùi hồng chữ. Em vừa nhận 3 bộ đồ đẹp quá chị, cảm ơn Linh Nguyễn. Đùi 66. Đẹp quá, đùi 66. 45 đến 57 kg. Rồi 85.000 thôi, đùi 66. Đó là hoa nhí. Có cái quần. Ok, đạp lên cái quần. Đùi 66 chốt cho Nghĩa Hồ. Chị Văn Quỳnh ơi, chị ghi đúng mã giùm tiếp chị ơi. Tiếp đang cầm là đùi hồng chữ. Đùi hồng chữ nha. Phương ơi bỏ ra cái này dùm tiếp nè Phương. Rồi đùi 66. Rồi Minh Uyên khách cũ gửi luôn. Ok khách nha. Cái này là đùi hồng chữ. Đùi hồng chữ. À, 3 bộ. Rồi đùi 67. 45 đến 57 kg 35.000 đùi 67. Đùi 67 khách ơi, đùi 67. Rồi đùi hồng chữ. Đùi 67. Diệu Thanh đùi 67.
Rồi đùi hồng chữ hai bộ này hết. Rồi đùi đỏ lại giùm tiếp nha, đùi đỏ 45 cho đến 57 kg. Đùi đỏ 85.000. Đùi đỏ gì khác? Đùi đỏ nha. Rồi đùi đỏ, đùi đỏ. Rồi đùi 68. Đùi 68. Đùi đỏ Nguyễn Mạnh Phát, đùi đỏ. Đó coi còn đỏ không? Đây còn nha. Một bộ. Rồi đùi đỏ Minh Uyên. Hình như hết đỏ đó rồi, hết rồi nha. Đùi 68, chum chum đùi 68. Rồi gửi hàng cho chị Diệu Thanh luôn, ok chị. Rồi đùi đỏ em hết, đùi 68 em hết. Rồi đây là đùi 69. Đùi 69 đi khách. Đùi 69. Đây khách ơi, đùi 69. Không có à? Không có, thôi kệ. Đùi 69. Rồi máy ghi cho tiếng là đùi xanh. Quỳnh Thái có đùi 69. Đây đùi xanh nha, xanh dương á. Rồi hôm nay chủ nhật có đơn nghỉ, chị Hồ thì Kim Sang. Rồi má này đùi xanh. Rồi Hà Trần có đùi xanh. Rồi đùi 70. Đùi 70 nha. Rồi 45 cho đến 57 kg. Đùi 70. Đùi 70 khách ơi, đùi 70. Huyền Trân Lương đùi 70. Hết đùi 70 rồi chị. Mã này ghi tiếp là đùi mặt trời nè. Cá bông mặt trời á. Đùi mặt trời là bông mặt trời nha. Hướng dương mặt trời gì cũng đúng hết cả nhà. Đùi hướng dương, đùi mặt trời cũng được nha. Cá bông mặt trời. Rồi đùi 71. Đùi 71, 45 cho đến là 57 kg. Đùi 71. Đùi 71 nha khách. Rồi lấy ghiềm tiết mã của mình. Đùi 71, Hồng Hạnh Nguyễn. Rồi 71 tiếp hết nha. 85.000 bộ anh chồng đùi mặt trời. 85.000 bộ. Ai đùi xanh xám còn sót hàng nè. Đùi xanh xám 45 đến 57 kg, 85.000 khách ơi. Đùi xanh xám. Rồi, chị chum chum đùi xanh xám. Rồi xanh xám để coi tôi còn hết nha khách. Mã này đùi 72. Đùi 72. 45 đến 57 kg, 85.000 đùi 72. Diệu Nguyễn đùi 72, rồi 85.000. Đùi xanh biển, cho khác nha khách, đùi xanh biển. Đùi xanh biển, 45 đến 57 kg, 85.000. Đùi xanh biển. Rồi khách lấy gì cho tiếng là đùi xanh biển. Rồi á hoa phan thấy khách nha. Đùi 30. 45 đến 57 kg, 85.000 đùi 30. Đùi 30 hết yêu ơi, đùi 30. Diệu Nguyễn lấy đùi 30.
Rồi, đùi sọc. Đùi sọc 45-57kg, đùi xanh biển. Rồi, đây là đùi sọc. Đùi sọc nha khách, ái hoa phan đùi sọc. Rồi, ghi giùm tiếng đùi hồng luôn, đẹp quá nè. 45-57kg đùi hồng. Rồi, đùi hồng nha. 45-57kg, trời đẹp quá, đùi hồng. Chị chum chum đùi hồng. Đùi sọc, để coi còn sọc nha. Rồi, hiện tại hết sọc rồi người yêu ơi. Hết hồng luôn. Rồi, Duy Nguyễn hai bộ trở lên mới gọi em. Một bộ không có gọi. Rồi 73. 45-57kg. Rồi 73. 85.000. Rồi 73. Quyền chân luôn, đùi 73. Rồi cái này mình ghi cho tí là đùi đen đẩy ha, đùi đen. 45-57kg, đùi đen. Đùi đen luôn nha, cái này mình ghi đen luôn cho gọn, đùi đen. Rồi đùi đen cho chị chum chum. Đùi 74 đẹp này khách, đùi 74. 45-57kg. Rồi. Đùi 74. Đùi đen thu thủy lê. Rồi ok khắp luôn, có đen luôn. Đùi 74 Quỳnh Thái. Đây là đùi đen thu thủy lê, đùi 74 Quỳnh Thái. Rồi 74 hết nha khách. Rồi, đi đơn cho chị chum chum. Dạ ok chị. Rồi, 74 em hết rồi nha. 45-57kg. Quá đẹp luôn nè. Đùi tím khách ơi, đùi tím. Rồi, khách lấy ghi cho tiếp đùi tím. Bộ này đẹp nè khách. 45-57kg đùi tím. Tím nha, màu tím. Trần có đùi tím. Rồi đùi hai tiếp còn. Đùi tím ra đây coi coi còn không nha. Cái nào em còn thì em báo. Rồi em còn đùi tím 1. Rồi đùi tím Hà Trần ok. Chân thì đùi tím. Hết tím nha. Má này đùi hai. Đùi hai, đùi hai. 45-57kg, mã của mình là đùi 2. Đùi 2 khách ơi, ái hoa phan đùi 2. Rồi hết 2 nha, mã này là đùi lá, màu xanh lá. Đùi lá 45-57kg, rồi 85.000 đùi lá. Đùi 2 tiếp chốt rồi khách. Đùi lá. Lan lan hồ đùi lá. Hết lá khách yêu, hết lá. Khoan khoan còn đây. Nó nằm ở dưới. Rồi hai chân có đùi lá. Rồi hết lá nha. Đùi hồng. Rồi ái khoan gửi luôn ok khách nha. Cái này đùi hồng đẹp quá nè. Một bộ một khoan nè. 45-57kg đùi hồng. 45-57kg đùi hồng. À Trần có đùi hồng. Một bộ một à khách. Đùi 70. 45-57kg đùi 70. Khách ơi đùi 70 nhìn tiếp nha đẹp nè. Đùi 70.
Đùi 70 giá Hà Trần. Cái này mình ghi cho tiếp đùi hồng nhạt. Đùi hồng nhạt 85.000 bộ đùi. Đùi hồng nhạt 70 em hết chị Dân Quỳnh ơi. Đùi hồng nhạt 45-57kg. Đùi hồng nhạt. Rồi đùi beo cái cộng bộ nữa nè. Đây khách đùi beo luôn 70 em hết. Rồi anh Trần có đùi hồng nhạt. Rồi đùi beo. Khôi Phan đùi beo. Khôi Phan có đùi beo. Đây cái này mới đẹp nè. Đùi chữ nha khách, đùi chữ 45-57kg đùi chữ 85.000 thôi khách yêu ơi, đùi chữ. Rồi khách mới thì kèm số điện thoại một dòng giùm tiếp nha. À đùi beo chứ còn nữa nha, còn bộ đùi beo nữa. Đùi beo còn. Đùi chữ cho Quân Trần, bãi ton chị ơi. Bãi ton. Rồi đây là đùi đại 60-65kg đùi đại. Bộ này size đại. Quân Trần đùi chữ bị lỗi rồi chị ơi. Em bỏ ra đặt bộ khác giùm em nha. Nguyễn Hạnh Phúc kèm số điện thoại khách. Khách mới phải có số. Mã này là bộ đại khách. Đùi đại nha. 60-65kg đùi đại. Đùi beo cho Bia. Bia có đùi beo. Rồi dễ thương quá. Đùi xanh. Rồi đùi xanh đùi đại cho Xuân Phan. Rồi đùi xanh nha khách ơi, đùi xanh 45-57kg 85.000. Đùi xanh dễ thương quá nè, đùi xanh. Rồi khách lấy gì nhìn tiếp đùi xanh. Rồi đùi 80. Bộ đang cầm Nguyễn Hạnh Phúc đùi xanh 85.000. Mã này đùi 80 khách ơi, đùi 80. Rồi đùi đại tiếp đã chốt, đùi xanh đã chốt, bây giờ là đùi 80. Đùi 80. Rồi đùi lá thì tiếp luôn, màu xanh lá, đùi lá. 45-57kg 85.000 đùi 80 Nguyễn Hạnh Phúc. Đùi 80 hết nha khách, con bộ. Đùi lá thì tiếp nha. Đùi lá. Lá này có ba cái nơ sau lưng luôn. Đùi lá. Đùi hồng dâu. Đùi hồng dâu khách ơi. 45-57kg. Rồi 85.000 đùi hồng dâu. Đùi hồng dâu. Đây cái gọn bộ đại. Chị nào có một bộ rồi chốt đi nè. Gọn bộ đùi đại nè. 60-65kg gọn bộ đùi đại nè. Rồi test lùng mua hàng lên số điện thoại khách ơi. Còn bộ đùi đại cho chị nào mà có bộ đại rồi thêm bộ cho đủ hai bộ. Đùi hồng dâu Nguyễn Lâm Châu. Đùi lá cho Triệu Nhiệt. Lá biết còn hồng dâu đi hết. Đùi đại cho Xuân Phan. Rồi ok khách. Mua hàng lên số Nguyễn Ly ơi. Rồi đùi hồng dâu hết hàng. Đùi hồng nhạt dễ thương quá trời luôn. Đùi hồng nhạt nha. 45-57kg 85.000. Đùi hồng nhạt. Ồ dễ thương quá, đùi hồng nhạt. Đùi xanh đen. Đùi xanh đen nha, 45-57kg đùi xanh đen. Rồi đùi xanh đen. Đùi hồng nhạt và đùi xanh đen. Nguyễn Thị Thu Hỷ đùi hồng nhạt. Rồi đùi xanh đen. Ôi bộ gì đẹp quá nè khách. Rồi Nguyễn Hạnh Phúc đùi xanh đen.
Mã này đùi 81. Đùi xanh đen. Xanh loan có đùi xanh đen. Rồi đùi 81. Phan Kiều có đùi 81. Không có hồng nhạt nha Phan Kiều. Phan Kiều có đùi 81 đó, không có hồng nhạt nha. Đùi xanh hoa. Rồi tép lùng không có đơn, chưa có bộ nào hết khách. Đùi xanh hoa 45 cho đến 57 kg đùi xanh hoa. Xanh đen hết. Rồi 81 hết, xanh đen hết. Rồi đùi 82 45 cho đến 57 kg đùi xanh hoa cho tép lùng. Đùi xanh hoa. Mã này đùi 82. Đùi xanh hoa có một bộ nha em. Rồi đùi 82 Thu Trang. Rồi 82 em hết luôn. Rồi mã này ghi cho Tiến là đùi hoa nhí. Đùi hoa nhí đẹp quá nè. Đùi hoa nhí 45 cho đến 57 kg. 85.000 đùi hoa nhí. Đùi hoa nhí nha khách. Đùi hoa nhí. Rồi chị Quân Trần có đùi hoa nhí. Rồi 82 với lại hoa nhí tiếp hết nha. Rồi chốt cho biết đùi 83 45 cho đến 57 kg. Đùi 83. Rồi 85.000 đùi 83. Bộ này đẹp nè khách. Rồi chị Dân Quỳnh có đùi 83. Rồi ok chị. Mình ghi cho Tiếp là đùi nâu đi khách ơi. Đùi nâu nè. Đẹp quá bộ này. Đùi nâu nha khách. 83 đi chốt rồi. 60 kg không có khách ơi. 45 đến 57 kg đùi nâu. 83 em hết nha. Rồi đùi nâu đi khách. Bộ này đẹp nha. Màu nâu. Đùi nâu. Rồi đùi 31. Đùi 31 Hồng Thí Nguyễn Thị đùi nâu. Rồi ok khách. Đùi 31 khách ơi. Đùi 31 45 đến 57 kg. Đùi 31 Hồng Hạnh Nguyễn. Rồi ok khách. Đùi 31. Rồi quá xinh luôn. Đùi hồng khách ơi. Đùi hồng. Đây đùi hồng quá xinh luôn. Chờ 45 đến 57 kg. Rồi 85.000 thôi đùi hồng. Rồi chốt đơn đùi hồng đi khách. Đùi hồng hết đùi nâu hết. Đùi 31. Rồi đùi hồng Thu Thủy Lê. Rồi ok khách. 31 em hết nha. Rồi cái này ghi lại cho em là đùi 20. Đùi 20 này khách. 45 đến 57 kg. Đùi 20. Đẹp quá trời luôn. Đùi 20. Quá dễ thương luôn. Đùi xanh. Thanh Loan có đùi 20. Rồi ok Thanh Loan. Đùi xanh này khách. Đùi xanh nha. Dễ thương quá. 45 đến 57 kg. Đùi xanh. Rồi Thu Thủy Lê có đùi xanh. Rồi đùi 21 hết xanh. Đùi 21 hết rồi. 45 đến 57 kg. 85.000 đùi 21. Rồi đùi tím luôn. 45 đến 57 kg. 85.000 hoa trung đùi 21. Rồi đang cầm là đùi tím. Đùi tím nha. 45 cho đến 57 kg. 85.000 đùi tím.
Rồi Hậu Thiên có đùi tím. Rồi bây giờ đùi 22 này Tiết có 2 bộ. Rồi khách nhìn nhìn Tiết đùi 22 này Tiết có 2 bộ nha. Hết tím nha, đùi 22 có 2 bộ. Rồi đùi 22 này Tiết có 2 bộ. Đùi 22 cho Thanh Loan 1 bộ. Có 2 bộ nha. Đùi 22 Tiết còn 1 bộ. 45 cho đến 57kg. Rồi Hậu Thiên khách cũ không cần lên số nữa ha, khách mới thì lên số thôi. Gửi cho chị Quân Trần. Ok chị khách cũ. Đây khách đùi 22 nha. Thi Phương đùi 22. Rồi ok khách. Đùi cá dầu. Rồi 45. Chị vừa nhận 2 bộ áo măng gồ quần cô Tông Mịnh ưng lắm. Dạ chị. Đùi trái dâu 45 đến 57kg. 85.000 thôi khách yêu ơi, đùi trái dâu. Rồi khách yêu chốt đơn cho Tiết đùi trái dâu 22 Tiết hết. Tép luôn đùi trái dâu. Hai bộ giống nhau. Rồi đùi 30 luôn. 45 đến 57kg. Rồi 85.000 đùi 30. Rồi chốt đơn đùi 30 khách ơi, đùi 30. Đẹp quá, đùi 30. Đùi 30 nha khách, đùi 30. Chị Vân Quỳnh có đùi 30. Rồi ok chị, cái dâu em hết, 30 em hết. Rồi dễ thương nha mấy chị. Đùi kem, màu kem. Đùi kem, màu kem 45 cho đến 57kg. Đùi kem, màu kem 85.000 đùi kem. 85.000 đùi kem. Nguyễn Thị Thu Hỷ đùi kem. Rồi gửi cho chị Vân Quỳnh. Ok chị, mã này ghi cho Tiết là đùi 40. Đùi 40. 45 cho đến 57kg. 85.000 đùi 40. Đùi 40. Rồi hoa nhí này Tiết có 2 bộ nè. Đùi hoa nhí nha, Tiết có 2 bộ nha. Đây hoa nhí như thế này. Đùi 40 cho chị Thí Diễm. Rồi ok chị. 40 Tiết có 1 bộ à mấy chị. Rồi cái này đùi hoa nhí Tiết có 2 bộ. Đùi hoa nhí 45 cho đến 57kg. Rồi 85.000 đùi hoa nhí. Đùi hoa nhí. Đùi 41. Quá đẹp luôn. 45 cho đến 57kg. Đùi 41. Đùi hoa nhí Nguyễn Lâm Châu. Rồi hoa nhí Tiết vẫn còn một bộ nữa nha. Đùi 41. 45 cho đến 57kg. 85.000. Đùi 41. Ai cái gì chéo là sau lưng nha. Đùi hoa nhí Hạnh Mỹ. Rồi hoa nhí này hình như cái còn có một bộ à. Hãy đi coi kỹ rồi. Rồi đùi hoa nhí Hạnh Mỹ. Rồi hoa nhí nó còn có một bộ à. Hết rồi nha các ơi. Đùi 41. Nguyễn Hồng đùi 41. Rồi đùi vàng. Đùi vàng 45 đến 57kg. Đùi vàng nha, 85.000 đùi vàng. Đùi vàng các yêu ơi. Bé 6D đùi vàng. Rồi đùi 42. 45 cho đến 57kg. Rồi 85.000 đùi 42. Rồi chốt giùm Tiết bộ này là đùi 42. Đùi vàng lan lê.
nhân lê có đùi vàng. Rồi mã này là đùi 42. Rồi lan lê 857. Ok gấp nha. Đi đơn cho chị Thúy Diễm. Dạ ok chị. Mã này đùi 42 nè ha. 45 đến 57 tí. Rồi 85 nè. Phan Kiều đùi 42. 42 tiếp hết. Trời ơi bộ dễ thương quá. Đùi hồng đi có hơi dễ thương quá nè. 45 cho đến 57 kg, 85.000 đùi hồng. Quá dễ thương luôn. Xuất sắc, hai lớp cho mình. Rồi, đùi hồng nhìn tiếp nha, đùi hồng. Kim đoan đùi hồng. Rồi, đùi 43. 45 cho đến là 57 kg đùi 43. Đùi 43. Rồi lan lê bên tiết hai bộ trở lên mới gọi chốt nha khách. Một bộ không có gọi nha. Đùi 43 cho Quỳnh Thái. Đùi hồng tiết hết rồi khách. Đây tiết còn bộ đùi hoa nhí nè. Đùi hoa nhí nha. Bốn ba hết đùi hoa nhí. Rồi 45 cho đến là 57 kg, 85.000 đùi hoa nhí. Bốn ba hết hàng. Đùi 5 khách ơi, đùi 5. Rồi 45 cho đến là 57 kg, 85.000 đùi 5. Rồi, chứ nhìn tiếp mã của mình là đùi 5 nha. Đùi 5, 85.000 đùi 5. Lan lan hồ đùi 5. Rồi, đùi hoa nhí còn hàng. Đùi lá này khách. Đùi hoa nhí cho hè phan. Rồi, chú đơn đùi lá nhìn tiếp nha. 45 cho đến 57 kg, 85.000 đùi lá. Đùi hoa nhí chịu nhiệt. Chịu nhiệt có đùi hoa nhí. Đùi lá phun quách. Phun quách có đùi lá. Hay quá, có đẹp luôn. Rồi đùi 45. 45 đến 57 kg, 85.000. Đùi 45. Rồi lấy đi cho tiết mã của mình là đùi 45 nha, đùi 45. Phun quách có đùi 45. Rồi đùi cam. 45 đến 57 kg. 85.000 đùi cam. 45 đến 57 kg đùi cam. Phương quách đùi cam. Rồi đùi 46. 45 đến 57 kg. 85.000 đùi 46. Rồi đùi 46. Rồi đùi hồng 45 đến 57 kg mấy chị ơi, không có lớn hơn mấy chị. Đùi hồng nha. Quá xinh luôn. 45 đến 57 kg. À hôm nay mới rảnh hên quá em Phương quá. Ngay cái ngày lai đùi nữa nè. Đùi hồng. Đùi 46 Nguyễn bé. Rồi đùi hồng khách ơi, đùi hồng. Quá dễ thương luôn, đùi hồng. 45 đến 57 kg nha, mình chốt mã là đùi hồng. Đùi hồng. Rồi quá xinh luôn, đùi bi. Đùi bi nè. 45 đến 57 kg đùi bi.
Rồi khách lấy ghi cho tiếp là đùi bi nha, 85.000. Rồi đùi xanh đen 45-57kg. Anh Trần có đùi bi, hết bi. Đùi hồng cho Hạnh Mỹ, Hạnh Mỹ đùi hồng. Đùi xanh đen khách yêu ơi, quần lỗ quần dài tí còn sau lưng nè, tí chưa có like được khách. Đùi xanh đen, không có lớn hơn chị, không cỡ này thôi chị ơi. Phan Lễ Thu đùi xanh đen. Rồi đùi xanh đen còn nha. Rồi đùi vàng luôn, 45-57kg, 85.000 đùi vàng. Hết bi rồi cả nhà. Đùi vàng 45-57kg, 85.000 đùi vàng. Rồi mã này ghi cho tiếp đùi 47, 45-57kg, 85.000 đùi 47. Đùi vàng cho kim đen, kim đen đùi vàng. Rồi đùi vàng, vàng chữ B. Để cái con ra mà chữ B. Rồi hết đùi vàng đó rồi hết nha. Hết đùi vàng. Đùi 47 vuông quách. Đùi xanh nhạt, bộ này đẹp nè. 45-57kg đùi xanh nhạt. Đùi xanh nhạt khách yêu ơi, đùi xanh nhạt. 45-57kg đùi xanh nhạt. Rồi đùi 91. Đùi 91. Thi Phương đùi xanh nhạt. Rồi ok Thi Phương. Đùi 91 hết rồi, 45-57kg. 85.000 thôi. Đùi 91 Phương Quách. Rồi đùi xanh biển. Đùi xanh biển nha. 45-57kg đùi xanh biển. 85.000 đùi xanh biển. 45-57kg đùi xanh biển. Đùi xanh biển. Đùi 63. Đùi 63 hết rồi, 45-57kg. 85.000 đùi 63. Rồi khách ghi cho tiếp, bộ này là đùi 63. Rồi đùi 63, đùi xanh biển kèm số điện thoại. Đùi 63. Đùi xanh biển cho Minh Minh. Đùi 63 nha khách. Rồi mã này là đùi hoa nhí. Đùi hoa nhí. Đùi hoa nhí nha. 45-57kg đùi hoa nhí. Đùi hồng nhạt 45-57kg đùi hồng nhạt. Rồi 85.000 đùi hồng nhạt. Đùi hoa nhí Hồng Thi Nguyễn Thị. Đùi hoa nhí. Rồi không có dồn được anh Trần nha. Không có dồn đơn được nha. Đùi hoa nhí Bùi Thị Thủy. Đùi hoa nhí. Rồi đùi hồng nhạt. Đùi hoa nhí hết hàng. Đùi hồng nhạt cho Phương Quách. Rồi anh Trần là chị chưa có đi đơn nha. Tại vì em kêu là dồn đơn, chị không có dồn cho nên chị chưa có chốt đi đơn cho em nha.
Mã này ghi cho tí là đùi sau 3. Đùi sau 3 nha, đùi sau 3. Rồi, đùi sau 3 giùm tí nha, đùi sau 3. Rồi, đùi sau 3. Rồi đùi cam 45 cho đến là 57 kg. Đùi cam. Rồi đùi cam nha. Đùi cam. Rồi đùi sau 3 bệnh viện. Rồi đùi sau 4. Cái nơ sau lưng. Đùi sau 4. 45 cho đến 57 kg. Đùi sau 4. Đùi sau 4 nha. 45 đến 57 kg. Đùi sau 4. Phương quách đùi sau 4. Rồi đùi cam. Đùi xanh chữ tiểu B nha. Đùi xanh chữ 45 đến 57 kg. 85 ngàn. Đùi cam. Đùi xanh chữ. Đùi xanh chữ nha. Rồi đùi xanh chữ. Rồi đùi 15. Đùi 15 nha, 45 đến 57 kg. Đùi 15. 85 ngàn. Đùi 15. Đùi 15 bé 6 lê. Bỏ ra. Rồi mã này ghi cho tí đùi xanh lá. Đùi xanh lá nha, 45 cho đến 57 kg. Rồi 85 ngàn. Đùi xanh lá. Đùi xanh lá. Lan đoàn có đùi xanh lá. Hoài An, Lê Quỳnh. Số điện thoại sai không gọi được nha. Trước đây cho số gọi cũng không được, bây giờ cho số cũng y xịn vậy luôn. Sai số không có gọi được. Giờ lan đoàn dùng đơn sáng. Mùi xanh lá hết rồi. Rồi đùi 26. Có hai cái dây sau lưng nha. Đùi 26. Hoài Anh, Lê Quỳnh. Đợt trước cũng cho số y xì ba cái áo khoác, hai cái hôn gọi không được, bây giờ cũng cho số y xì vậy luôn. Rồi mã này ghi cho tiếp đùi 26. Lan Lan Hồ. Rồi Lan Lan Hồ hồi nãy có lỗi bộ nha, bỏ ra rồi nha. Rồi đùi hồng 45 cho đến 57 kg. 85 ngàn. Đùi hồng. Dạ thưa chị bình diện, cái này tiết lai ton từ đầu tới giờ. Bây giờ chị chưa tiết lên ton là ton gì. Tí đang lai ton từ đầu tới bây giờ toàn bộ là ton hết. Đó đang lai
like ton mà cứ kêu lên ton đi lên ton. Em like ton không mà. Dễ hồ đuổi hồng. Em like từ đầu tới giờ, từ like trưa nè, đầu giờ chiều tới giờ em like ton không còn bộ. Đùi vàng. Rồi em có gì em like cái đó nha. Không có like theo yêu cầu của khách nha. Có gì xả đó. Đùi vàng. Hoài An Lê Quỳnh không có nha chị. Chị có nhớ lộn shop nào không nha. Bên em là chị của chị ba cái áo khóa áo luôn. Không gọi được xả hàng. Và có lưu trên hệ thống này, em mới đọc em mới thấy nè. Rồi mã này là đùi cá dâu 45 cho đến 57 kg. Đùi cá dâu nha. Rồi 45 đến 57 kg 85 ngàn đùi cá dâu. Đùi cá dâu 45 đến 57 kg 85 ngàn đùi cá dâu. Rồi, đùi beo 45 đến 57 kg. Đùi beo. Mẹ ơi. 85 ngàn đùi beo. Rồi, cái này ghi cho biết là đùi 16. Nguyễn Lâm Châu có hai bộ mà khách. Rồi cái này chốt đơn cho tí là đùi 16. Dạ mẹ. 45 đến 57. Con thấy mẹ đang làm không mà vô đây kêu. Đùi beo chốt cho Thu Hảo. Đùi trái dầu. Rồi mã này ghi cho tí là đùi 16. Hoa Vũ đùi 16. 45 đến 57 kg đùi 16. Đùi trái dâu giống Phụng Ngọc. Đùi trái dâu. Mã này ghi cho tiếp là đùi hoa nha. Đùi hoa 45 đến 56 kg. Rồi 45 đến 57 kg học lộn. 85 ngàn. Đùi hoa đi khách, đùi hoa nha. Đùi hoa. Đùi hoa, Võ Thị Thảo có đùi hoa. Rồi mã này là đùi 4. 45 cho đến 57 kg, 85 ngàn đùi 4. 45 đến 57 kg, 85 ngàn đùi 4. Rồi đùi hồng. 45 đến 57 kg đùi hồng. Rồi đùi hoa tiếp hết là Phan Kiều. Đùi 4 cho Nguyễn Thu Hồng. Nguyễn Thu Hồng đùi 4. Rồi đang cầm là đùi hồng. Đùi hồng nha. 45 đến 57 kg. Rồi 85 ngàn đùi hồng. Chốt đơn nhiều tiếp. Bộ này là đùi hồng nha. Đùi hồng. Anh Trần đi đơn like này rồi, ok anh Trần. Rồi mã này ghi lại dành tiếng nha. Đùi 10 45 đến 57 kg 85 ngàn đùi 10. Ủa, em xin bỏ ở đây chưa? 45 đến 57 đi về bển. Lẹ lên. Đùi 10 khách ơi. 45 đến 57 kg 85 ngàn đùi 10. Rồi lấy ghi cho tiết mã của mình là đùi 10. Rồi đùi xanh 45 đến 57 kg 85 ngàn đùi xanh. Xanh biển nha.
45 đến 57 kg 85.000 đùi xanh. Rồi bình diện đùi 10. Rồi tiếng hàng cầm là đùi xanh 45 đến 57 kg 85.000 đùi xanh. Xanh nước biển 45 đến 57 kg. Rồi đùi xanh. Đùi 94 nha khách, đùi 94. 45 đến 57 kg, 85.000. Đùi 94. 45 đến 57 kg. Đùi 94. Rồi đùi vàng. 45 đến 57 kg. Đùi vàng. Đùi 94 Nguyễn Thu Hồng. Rồi đây là đùi vàng 45 đến 57 kg 85.000 đùi vàng. Rồi hoa vũ đùi vàng. Rồi mã này ghi cho tí là đùi xanh chữ nha, có chữ nè. Đùi xanh chữ 45 đến 57 kg 85.000 đùi xanh chữ. Đùi xanh chữ. Sắp hết đùi rồi, tiếp qua lỡ với dài nha. Trời ơi quá đẹp, ghi cho tí đùi sọc. Đùi sọc nha. 45 đến 57 kg 85.000 đùi sọc. Sắp hết đùi nha, còn vài bộ nữa thôi. Rồi qua lỡ với dài. Rồi đùi sọc. Bộ này là đùi xanh chữ. Rồi đùi sọc. Rồi đùi chữ với khách 45 cho đến 57 kg 85.000 đùi sọc. À đùi chữ, đùi chữ. Đang gầm là đùi chữ. Đùi sọc ở dưới nha. Bộ trên là đùi chữ nha. Hồng Anh lấy đùi chữ 45 đến 57 kg. Rồi đùi sọc. Đùi hồng sen nha các ơi, màu hồng sen. 45 đến 57 kg, đùi hồng sen. Đùi hồng sen nha, 45 đến 57 kg. Đùi hồng sen. Thanh Tuyền lấy đùi sọc. Ồ, ok, Thanh Tuyền đùi sọc. Rồi đùi 2 khách ơi, mã này ghi dùm tí đùi 2. 45 đến 57 kg đùi 2. 45 đến 57 kg đùi 2. Rồi mã của mình là đùi 2. Thu Thảo đùi hồng sen. Rồi ok, Thu Thảo đùi hồng sen. Đùi 2 cho Quỳnh Thái. Rồi ok khách. Mã này là đùi bi khách ơi, đùi bi nha. 45 cho đến 57 kg. Chuẩn bị em qua lỗ cái dài em hết đùi rồi nha. Rồi mã này đùi bi. 45 cho đến 57 kg đùi bi. Rồi chị Long Giang Nguyễn đùi bi. Mã này ghi cho tiếp đùi vàng chuột. Chuột Mickey nè. Đùi vàng chuột 45 đến 57 kg. Đùi vàng chuột 85.000 đùi vàng chuột. Sắp hết rồi, mình qua quần lỡ. Gửi hàng cho chị Quỳnh Thái rồi ok chị. Đùi da đi khách, bộ này mình ghi cho tới đùi da nha. Ngay chỗ đó dây điện không đó, da lọc, da lọc đi chỗ khác chơi đi. Ngay chỗ dây điện không, kỳ quá à. Ngồi chỗ nào không ngồi, ngồi ngay dây điện không vậy? Đi qua kia kìa. Đi về nhà đi. Đùi da Huyền Trang luôn. Về nhà thì chị chơi. Đùi vàng chuột.
đuôi vàng chuột. Ngồi ngay dây điện không mà ngồi hoài, nói không nghe. Đuôi vàng chuột 45 cho đến 57 kg, đuôi vàng chuột. Rồi đuôi hoa nhí 45 đến 57 kg. Rồi 85 đuôi hoa nhí. Đuôi hoa nhí hết rồi. 45 đến 57 kg, 85 ngàn đuôi hoa nhí. Rồi đuôi chữ 45 đến 57 kg, 85 ngàn đuôi chữ. Rồi đuôi tím luôn. Đuôi hoa nhí Nguyễn Thị Thu Thủy, đùi hoa nhí, đùi chữ. Rồi cái này đùi tím đi khách, đùi tím. Rồi 45 đến 57 kg, 85 ngàn đùi hoa nhí. Hết hàng Nguyễn Lâm Châu, chốt rồi nha khách. Đùi tím, đùi chữ, đùi hồng. Đùi tím, đùi chữ, đùi hồng. Rồi chuẩn bị qua quần lỡ nha. Tiếp hết đùi rồi còn mấy bộ nữa thôi. Rồi đùi hồng nha khách, đùi hồng. Đây đùi xanh nhạt đẹp nè. Đùi xanh nhạt 45 đến 57 kg, 85 ngàn đùi xanh nhạt. Rồi các lấy ghi cho tiết mã đùi xanh nè. Rồi thôi bây giờ mình qua lỡ nha. Mấy con này là tiết hết rồi đó. Tiết qua lỡ nha, quần lỡ cho mình. Rồi qua quần lỡ nha. Rồi qua quần lỡ. Lỡ là 115 ngàn. Đùi hồng cho Nguyễn Lâm Châu rồi ok hết. Đùi hồng bộ đó. Rồi bây giờ qua quần lỡ. Quần lỡ nha khách. Phương Quách đi đơn ok khách cũ. Rồi quần lỡ 115 ngàn để tiết hai mẫu nha. Quần lỡ quần dài. Đùi xanh nhạt thanh tuyền, Nguyễn Lâm Châu đi đơn, Bùi Diện đi đơn. Rồi tiếp thấy nha đó, bây giờ tiếp qua quần lỡ. 45 cho đến 57 kg nha. Rồi 115 ngàn quần lỡ. Rồi em nghĩ hai đùi rồi khách, em qua quần lỡ, quần lỡ 115 ngàn. Rồi khách lấy đi cho em nha, lỡ 1. Lỡ 1 nha, như em mặc là lỡ 1. 115 ngàn, mã của mình là lỡ 1. Rồi khách lấy đi cho em mã của mình là lỡ 1 nha. 115 ngàn, lỡ 1. Rồi đây là lỡ 2. Rồi đi đơn cho Đặng Thu ok khách cũ nè. Rồi đây lỡ 2 nè khách, 45.
45 cho đến 57 kg. Rồi 115.000 lỡ 2. Rồi có lấy thì ghi giùm em lỡ 2 nha. 115.000. Lỡ 2. 45 cho đến 57 kg cùng lỡ. Rồi các lấy ghi cho em lỡ 2. Chị Bình Hòa khi nào chị cọc rồi em mới chốt em chị. Lỡ 2 đi mã vô. Khi nào chị cọc rồi mới chốt em nha chị ơi. Rồi lỡ 3. 45 đến 57 kg. Rồi 115.000. Lỡ 3. Rồi lỡ 3. Năm mươi tám ký không vừa chị. 45 đến 57 ký. Rồi lỡ 2 cho Minh Uyên. Rồi đang cầm là lỡ 3. Đang cầm lỡ 3 nha khách. Lỡ 3. Rồi lấy đi cho em lỡ 3 nha. Lỡ 3 em có 3 bộ. Rồi chốt đơn lỡ 3. Rồi lỡ 3, 45 cho đến là 57 kg. Hậu Thiên có lỡ 3. Lỡ là chính tóc đó chị. Em đang đọc là chính tóc đó. Là quần lỡ. Chú có lai dài em mới lên tới lỡ. Lỡ 4. Rồi để lát xem kẻ mình dài cho. Rồi sáng lai dài nhiều mẫu lắm. Rồi đây là lỡ 4 nha khách ơi. 45 cho đến là 57 kg nha. Cổ vuông cho mình. Lỡ 4 nha. 115.000. Rồi khách lấy ghi cho tiếng mã này là lỡ 4. Rồi lỡ 4, 115.000 lỡ 4. Rồi ghi mã lỡ 4. Rồi lỡ vàng. À lỡ 6 đi. Lỡ 6. 45 đến 57 kg. Lỡ 6. 45 đến 57 kg lỡ 6. 115.000 lỡ 6. Không có sai đại chị Nguyễn Thủy. Rồi em đang cầm lỡ 9. 45 đến 57 kg. Rồi lỡ 9. 115.000 lỡ 9. Rồi lấy đi ghi cho em lỡ 9 nha. 115.000 lỡ 9. Hoa Vũ gửi hàng ok khách nha. Rồi bộ này khách ghi cho tí là lỡ 10 nha. Lỡ 10. 45 đến 57 kg. 115.000 lỡ 10. Rồi 45 cho đến 57 ký. 115.000 lỡ 10. Lỡ 10. Lỡ 1 Nguyễn Hồng bộ mặt. Rồi lỡ 11. 45 cho đến 57 kg. Lỡ 1 bộ tiết mặt. Rồi lỡ 11. 45 đến 57 kg. 115.000 lỡ 11. Lỡ 11 là cổ vuông nha. Lỡ 11. Rồi khách lấy đi cho tiết mã lỡ 11. Rồi lỡ 11. 45 cho đến 57 kg. 115.000 lỡ 11. Rồi khách lấy thì ghi một tí lỡ 11 nha. Lỡ 11. 115.000 lỡ 11. Lỡ 11. 45 đến 57 tí lỡ 11. Rồi lỡ 12 khách ơi.
45 đến 57 kg. Lỡ 12. 115.000 nó lỡ 12. Rồi chuẩn bị quay lại quần dài nha. Quay qua quần dài, nãy giờ chưa lai quần dài luôn á, lỡ 12. Rồi 45 cho đến 57 kg, 115.000, lỡ 12. Lỡ 12. Rồi khách lấy ghi cho tiết mã của mình lỡ 12. 115.000. Lỡ 12. Rồi lỡ 13. 45 cho đến 57 kg, 115.000, lỡ 13. 45 đến 57 kg, 115.000, lỡ 13. 45 đến 57 kg, 115.000, lỡ 13. Rồi ghi mã 13 nha. Rồi lỡ 13, mấy bộ nữa qua quần dài nha. Quỳnh Trúc có lỡ 13. Rồi mã này ghi cho tiết lỡ 14. 45 cho đến 57 kg. 115.000, lỡ 14. Đẹp quá, lỡ 14. Lỡ 13 cho bệnh viện. Bệnh viện có lỡ 13. 115.000. Rồi bộ này là lỡ 14. Quỳnh Trúc lỡ 14. 14 có 1 nha. 115.000, lỡ 14. Rồi lỡ 15. 45 cho đến 57 kg. Minh Uyên. Nguyên hình như là 5 bộ đăng khách thôi chứ không phải là 4 bộ nha. Mình có 5 bộ á. Rồi mã này ghi cho tiết là lỡ 15. 14 hết rồi khách, lỡ 15 nha. 45 cho đến 57 kg. 115.000, lỡ 15. Rồi ghi mã 15. Hồi 1 mình còn không sao. Nguyễn Mai Anh lỡ 11. Rồi đang cầm là lỡ 16. 45 đến 57 kg, 115.000, lỡ 16. Lỡ 16, cái này lỡ 16. 45 đến 57 kg, lỡ 16. Rồi ghi mã 16. Quỳnh Trúc lỡ 16. Rồi lỡ 17. 45 cho đến 57 kg. 115.000, lỡ 17. 45 đến 57 kg. 115.000, lỡ 17. Rồi tiếp qua dài nè khách ơi, qua dài luôn nha. Qua quần dài. Rồi, lỡ 17 Thanh Dung Đoàn. Giờ tiền phạm bên tiết là nếu mà hai cái là gọi hết rồi nha khách. Rồi Nguyễn Hồng hai bộ, hai bộ lỡ 17. Hết hàng. Rồi quần dài 125.000. Lỡ 15 còn. Còn hả? Trà Ly có lỡ 15 nha khách. Bây giờ quần dài. Dài là 125.000 nha khách ơi. Quần dài nè. Rồi 45 đến 57 kg, mình ghi cho tiết là dài 18. Dài 18 nha khách.
45 đến 57 kg. Rồi 125 nghìn. 13, 14 còn không? 13 còn đây nè, 14 còn không? 14 hết hàng rồi Nguyễn Lan. Hết 14 rồi nha. Rồi mã này ghi cho tiếp là dài 18. 13 thì còn nha, 14 hết hàng. Rồi dài 18 nha khách. Dài 18 45 cho đến 57 kg. 125 nghìn. Rồi dài 18. Quá đẹp luôn. Rồi ghi cho tiết mã dài 18. Ngọc Tuyền dài 18. Đây là bông mới về. Trương Nguyệt dài 18. Rồi khách lấy thì mình cứ ghi mã của mình dài 18 nha khách. Dài 18. Rồi dài 19. Kiêu Kim có dài 18. Rồi ok khách nè, 125 nghìn. Rồi cái này dài 19. Bông này đẹp quá khách ơi. Hai cái dây chép con lưng nha. Dài 19. Bốn mươi lăm cho đến 57 kg. Trà Ly có dài 18. Rồi mã của mình dài 19 là tí đang cầm nè. Nó màu xanh, nó sẫm xám nha, đẹp nha. 45 đến 57 kg. Rồi 125 nghìn. Rồi mã của mình là dài 19. Quần có túi hết nha khách nè, túi nè. Rồi chốt đơn bộ này là dài 19 giùm tiếp nha. Dài 19. Rồi ghi mã vô dài 19. Rồi xong lấy ghi cho tiếp dài 19 nha. 125 nghìn dài 19. Kim Chi có dài 19. Rồi ok em. Dài 19 còn hàng nha khách. Cần thì Bích nghe kèm số điện thoại khách ơi. Bích mới kèm số mình tiết gọi chốt đơn. Dài 20. Rồi 45 cho đến là 57 kg. 125 nghìn. Dài 20. Rồi cái nơ phía trước này khách. Rồi hai dây kéo là sau lưng nha. Dài 20. Cái nền đen. Rồi dài 18 Trần Thị Bích nghe. 125 nghìn. Rồi Ngọc Tuyền có rồi đó Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền lấy rồi mà. Ngọc Tuyền tổng cộng là 2 bộ. Rồi đây là dài 20 nha khách. Dài 20. 45 cho đến 57 kg. 125 nghìn. Trời đẹp quá đẹp luôn á. Rồi Nguyễn Lan chưa có đơn nha. Không có bộ nào hết. Dài 20. Không có lai áo khoác hết. Nay em lai đồ bộ. Dài 20. Không có size đại gì Thu Vân. Cái tỉnh 30 ngàn, Sài Gòn 20 ngàn. Rồi mã này ghi cho tí luôn. Dài 21. Dài 21. 45 cho đến 57 kg. Rồi 125 ngàn. Dài 21. Rồi em chào chị Hồ Thu. Chú lên cho em mã này là dài 21 nha. Bộ này màu xanh xanh. Rồi dài 21. 125 ngàn. Rồi khách lấy đi cho em dài 21. Khi mã 21. Dài, dài 81. 45 cho đến 57 kg. 125 nghìn. Rồi ghi cho tiếp là mã 8. Dài 81. Dài 81. 125 nghìn. Dài 81.
Rồi dài 6 45 đến 57 kg 125.000 dài 6. Rồi chú đơn dùm tiết dài 6 125.000 dài 6. 45 cho đến 57 kg 125.000 dài 6. Đùi lai hết rồi Mỹ Ngọc. Hết đùi rồi nha. Rồi dài 50. 45 đến 57 kg 125.000. Mã này là dài 50. Màu tím môn á cả nhà. Dài 50 nha. 125.000. Rồi dài 50. Rồi y mã 50. Rồi dài 37. 45 cho đến 57 kg. Dài 6 trà ly. Rồi mã này ghi cho tiết là dài 37. Cái nơ nha. Rồi 45 đến 57 kg 125.000. Dài 37. Rồi khách lấy ghi cho tiết mã của mình dài 37. 125.000. Dài 50 cho trà ly. Rồi đang cầm là dài 37. Rồi dài 64. Kim chi có dài 37. Ok kim chi. Đùi em like hết rồi Dung Mỹ. Đùi là like đầu tiên hết đùi nha. Rồi dài 37. À dài 37 chứ là dài 64. Dài 64. 45 đến 57 kg 125.000. Mã của mình là dài 64. Dài 64 125.000. Rồi dài 60. 45 cho đến là 57 kg 125.000. Mã của mình là dài 60. 125.000 dài 60. 125 dài 60. Rồi dài 73. 73 nha. 45 cho đến 57 kg 125.000. Dài 73. Dài 73. Hoàng quanh dài 73. Dài 12 khách ơi. 73 em hết nha. Dài 12. 45 cho đến 57 kg 125.000. Dài 12. 45 đến 57 kg 125.000. Mã của mình là dài 12. Dài 12. Rồi quá đẹp luôn. Dài 50. Dạ em đi đơn trên 100.000 chị Loan Kim Hồ. Rồi mã này đồ tặng lại em không có giữ đơn. Bên em từ trước tới giờ mấy chị mua 90.000, bên em cũng không có chốt nữa, huống chi là có 10.000 thôi. Đó, em like em bán trên 100.000, mấy bộ mà 115.000 nhiều khi em cũng không có chốt tại vì em bán sale nha. Hai bộ trở lên em mới chốt. Dài 37 không? Dài 37 vũ nghe. Cái này là từ trước tới giờ chứ không phải là mới đây. Bên em là chốt đơn hai bộ trở lên. Hồi nãy 73 chốt rồi còn 37. À 37 kim chi chốt rồi. Vũ nghe không có dài 37 nha chị. 37 em chốt nãy giờ rồi.
dài 12 Tâm Chí Nguyễn. Cũng nghe không có dài 37 nha. Mã này ghi cho em là dài 50, Ngọc Tuyền dài 50 đang cầm. Dài 50 Ngọc Tuyền. Rồi dài 11. Dài 11. cho đến 57 kg, 125.000. Dài 11. Bộ này đẹp nè khách. Dài 11. Kim chi có dài 11. 62 kg chứ không có chị ơi. À, cái này có cỡ một à, 45 đến 57 kg. Rồi mình ghi cho tiếng là dài 15 luôn. Dài 15 nha, đẹp nha. Dài 15. cho đến 57 kg, 125.000. Dài 15. Rồi chú đơn nhìn tiếng mã của mình là dài 15. Rồi đúng mã vô dài 15. Đúng mã dài 15. Dài 50 còn bộ nữa nha, dài 50 còn một. Dài 50 còn một bộ nha. Dài 50. Rồi dài 50. Còn một bộ. Rồi dài 16. Dài 15 Hiền Nguyễn Thị. Rồi dài 16. 45 cho đến 57 kg, 125.000. Hoa nhí nha khách. Dài 16. 45 cho đến 57 kg, 125.000. Dài 16 ghi mã một tí. Rồi dài 17. 45 cho đến 57 kg, út hay quá, dài 16. Rồi dài 17. 45 cho đến 57 kg, 125.000. Dài 17, 16 tiết chốt rồi khách. Kim chi có dài 17. Rồi ok kim chi 125.000. Rồi dài 10 tiết gọn bộ nè khách, màu đen. Dài 10. 45 đến 57 kg, 125.000. Rồi dài, dài 10, dài 10. Dài 10 khách ơi, dài 10. Dài 10 125.000, dài 10. 17 hết rồi khách. Dài 10. Hoàng quanh dài 10. Dài 72 các ơi, dài 72. 45 đến 57 kg, 125.000. Dài 72. Dài 72. Dài 10, tiếp hết rồi nha. Dài 72, 125.000, dài 72. Em hết 10 rồi chị Hồ Thị Hồng Trinh. Rồi dài 73. 45 đến 57 kg, 125.000, dài 73. Rồi lấy thì ghi cho em bộ này là dài 73. 125.000, dài 73. Rồi dài 73. Ghi mã vô 73. Hồng Anh dài 73, rồi ok Hồng Anh. Rồi dài 74. 45 cho đến 57 kg, dài 74. Rồi hết 73 rồi khách, chứ còn dài 74. 72 có chốt không? Không. Rồi dài 74 nha. 45 đến 57 kg, 125.000, dài 74.
2 dài 74. Rồi ghi mã. Rồi đúng rồi, út heo 3 bộ đúng rồi em. Mã này dài 75 nha khách. Dài 75. 45 cho đến 57 kg. Rồi chị Hồ Thị Hồng Trinh dài 74. Rồi em cầm là dài 75. Em cầm là dài 75 nha khách. Đẹp nè. 45 cho đến 57 kg. Rồi 125.000đ. Dài 75. Có mã. Rồi em không có dài 20 chị Tâm Chí Nguyễn. Nãy giờ em đâu có đọc dài 20 đâu. Dài 75 chốt cho Hiền Nguyễn Thị. Cái này bông mới nha khách, đẹp nha. Rồi cái này khách ghi cho tí là dài 76. Đây đợi tí xíu, bông này đẹp dám mang luôn. Hết đi. Đây, dài 76. 45 cho đến 57 kg 125.000. Dài 76. Đẹp quá cả nhà ơi. 45 đến 57 kg 125.000. Dài 76. Rồi các lấy ghi cho tiếng nè. Bộ này nha, dài 76 nha. Đó, bông quá đẹp luôn. Dài 76. Rồi chị Hồ Thị Hồng Trinh có dài 76. Đây khách, đẹp nha, giơ lại cái nha. Dài 20 không có hết rồi. Dài 76. Dài 76. Dài 20 đâu. Đây đây nè, 20 phải màu đen đen nè. Hỏi lại cái Tâm Chí Nguyễn phải bộ này không? Trà ly dài 76. Con hỏi khách cho chắc. Có ghi mã mà phải hỏi. Ai này chăm Tâm Chí Nguyễn dài 20. Phải không khách ơi? Phải, ok. Đó, dài 20 nha. Rồi Tâm Chí Nguyễn là lấy dài 20 đúng không? Dài 20 ha. Cũng 55 đến 57 kg à, Nguyễn Đào. Rồi đẹp quá này khách. Rồi cổ tim nha, sao hai dây mã này ghi cho tí là dài 77. Rồi dài 77. Quá tuyệt vời luôn. Không đẹp không à. Dài 77. 45 cho đến 57 kg 125.000. Rồi mã của mình là dài 77. Rồi Nguyễn Hồng lấy dài 77. Quần dài nha khách, không có thấy ghi chữ dài nè, quần dài nha. Dài 77 Nguyễn Hồng. Dài 76 Nguyễn Thị Kiều Tiên. Rồi dài 77 Thì Linh. Dài 76 Trần Thị Bích Nghe. Đây là dài 77 Thì Linh. Dài 76 Trần Thị Bích Nghe. Không có 65 ký chị. Rồi dài 77 tiếp còn luôn nha. Dài 77. Rồi cái này mới đẹp nè. Dài 78 Hoa Nhí. Hai cái dây là sau lưng nha.
À, giống mẫu mặt ở trước cổ tim hay dây sau lưng, dài 78 rồi 45 cho đến là 57 kg, 125.000, dài 78 rồi. Tâm Chí Nguyễn hai bộ gửi luôn, ok Tâm Chí Nguyễn nha. Rồi khách lấy gì chưa biết, dài 78 nè, bông này bông mới về khách, dài 78 rồi đây, quá xuất sắc luôn nha, dài 78 125.000. Rồi lấy ghi cho tiết mã của mình, dài 78 nha. Ai bông đẹp không, dài 20 Nguyễn Minh Anh. Minh Anh có dài 20 rồi, 125.000, dài 20 rồi, dài 78 đi mã đi, dài 78 Nguyễn Thị Kiều Tiên có dài 78 rồi, dài 78 còn hiền luôn nha khách. Bông này là mới về nè, dài 78 rồi, dài 78 chín tóc em like qua rồi chị, quá đẹp luôn à. Dài 79 nha khách, dài 79, dài 77 cho út heo, út heo có dài 77 rồi, đang cầm là dài 79, 125.000, 45 cho đến 57 kg, rồi dài 79, 125.000, dài 79, dài 78 Thanh Dung Đoàn. Rồi Thanh Dung Đoàn có dài 78, 125.000, dài 79 Hồ Thị Hồng Chinh, 125.000, dài 79 còn hàng luôn nha khách. Mấy cái bông này là mấy bông mới em ơi, hồi sáng em chưa có like á. Rồi dài 79 rồi, khách lấy ghi cho tiết, dài 79 còn hàng nha, 125.000, dài 79 rồi. Đây bông to dài 80 khách ơi, 45 đến 57 kg, 125.000 rồi, dài 80 bông to nè. Rồi dài 80 một tiếng nha, dài 80 rồi, 125.000, mã của mình là dài 80 rồi, cái mã 80 dài 80 đẹp không à cả nhà, không mới không à. Màu nâu đất nha, dài 81, đây là màu nâu đất. Rồi dài 81, ok út heo ok em. Rồi dài 81, màu này là màu nâu đất đó khách, 45 cho đến 57 kg, 125.000, dài 80 Nguyễn Thị Kiều Tiên. Rồi ok khách nha, đang cầm là dài 81, 45 cho đến 57 kg, 125.000, dài 81 quá đẹp luôn, bộ dài 81 rồi, ghi mã dài 81 rồi, chúng bông đẹp lên nha. Đây dài 80 Lê Thị Hoa, Lê Thị Hoa có dài 80 rồi, ok chị, em mặc là lỡ nha chị, 115.000 rồi, dài 81 em còn nha, 37 hết hàng. Trần Thanh Nguyệt rồi, mã này ghi cho tí là dài 82, dài 82 rồi, 82 này đẹp quá khách, có chữ cho mình luôn nè,
45 đến 57 kg, rồi 125.000, dài 82. Rồi khách lên đơn dài 82 nha khách. Quá trời đẹp luôn. Đây cho bông 3D cho mình. Rồi dài 82, rồi ghi mã cho mình là dài 82. Dài 82 nha khách ơi. Bây giờ qua lỡ không? Dài là bây giờ là nãy giờ em like nhiều quá rồi, giờ qua lỡ nha. Rồi đây là dài 50. 45 cho đến 57 kg, 125.000. Dài 50. Dài 50 nha khách, dài 50. 125.000. Rồi ghi mã dài 50. Dài 50. Rồi em quay lại lỡ nha. Ai quay lại quần lỡ. Rồi để chị coi. Rồi 435.000 chị nhận được tiền rồi em. Dài 50 Nguyễn Thị Mỹ. Rồi út heo chị nhận được tiền rồi em nha, 435.000. Rồi gửi luôn hả em ha. Đi hàng luôn. Mã này ghi lại giùm tiếp nha. Mã này là lỡ 8. Lỡ 8 nha khách. Ok út heo nha. 45 đến 57 kg 115.000, lỡ 8. Đây củ vuông cho mình. 45 cho đến 57 kg 115.000, lỡ này lỡ 9 tấc. 115.000. Lỡ 8. Lỡ 8 nha khách, lỡ 8. Rồi lỡ 17. 45 cho đến là. Rồi lỡ 8. Nguyễn Đăng lỡ 8, không có size lớn chị Nguyễn Thuận. 45 cho đến 57 kg 115.000, lỡ 17. Lỡ 17. Mã của mình là lỡ 17 nha. 45 đến 57 kg 115.000, lỡ 17. Lỡ 89. Lỡ 89. 45 cho đến 57 kg 115.000. Lỡ 89. Rồi khách lấy ghi giùm tiếc lỡ 89. Lỡ 89. Rồi lỡ 77. 45 cho đến 57 kg 115.000, lỡ 77. Lỡ 77. 115.000, lỡ 77. Dài 15 hết, dài 50 hết hàng rồi. Lê Thị Hoa có một bộ chốt rồi chị. Lỡ 34. Nhung Dương nè, đợt trước đặt hàng bên tiết loại chốt đơn á, không có đặt.
đặt rồi, rồi chốt thì nói không đặt. Đỡ 89 cà mi. Rồi cà mi mình 6 bộ và mua thêm cọc giùm Tiết nha. Mình Tiết Khanh mới chốt tới đa 5-6 bộ. Mua thêm đi cọc. Mà đây ghi cho Tiết là lỡ 34. Đặt trên like vậy nè. Cái lúc mình Tiết gọi chốt đơn Dung Dương nó không có đặt gì hết. Mã này ghi cho Tiết là lỡ 34. Rồi 45 cho đến 57 kg 115.000. Lỡ 34 115.000. Rồi lỡ 87. Lỡ 87 nha. 45 cho đến là 57 kg 115.000. Rồi chú đơn nhìn tiếp. Lỡ 87. Bông đẹp quá, không biết là cái nào luôn á. Nhiều bông đẹp quá. Ui ạ. Rồi ghi cho Tiết là lỡ 28. 45 cho đến 57 kg 115.000. Lỡ 28. Lỡ 28. 45 cho đến 57 kg 115.000. Lỡ 28. Rồi ghi cho Tiết luôn, mã này là lỡ 62. 45 cho đến 57 kg 115.000. Lỡ 62. 45 đến 57 kg Nguyễn Đăng đó lỡ 28. 45 cho đến 57 kg lỡ 62. 115.000. Lỡ 62. Nguyễn Đăng có lỡ 62. Rồi lỡ 32 luôn hết rồi. 45 đến 57 kg 115.000. Lỡ 32. Lỡ 32. 45 cho đến 57 kg 115.000. Lỡ 32. Lỡ 32. Trời ơi, cái bông này đẹp. Lỡ 32. Rồi sắc nách luôn lỡ 20. Có cái nơ nha. 45 cho đến 57 kg 115.000. Lỡ 20. 45 cho đến 57 kg 115.000. Lỡ 20. Còn này là sắc nách nè khách. Lỡ 20. Lỡ 21 luôn. 45 đến 57 kg 115.000. Rồi lỡ 21. Rồi khách lấy ghi cho Tiết lỡ 21. 115.000. Lỡ 21. Rồi lỡ 25. 45 cho đến 57 kg. Rồi gửi luôn cho Nguyễn Đăng. Rồi ok khách. Rồi mã này của mình lỡ 25. 45 cho đến 57 kg 115.000. Lỡ 25. Lỡ 25. 115.000. Lỡ 25. Nguyễn Hồng có lỡ 25. Rồi cái này ghi cho Tiết lỡ 22. 45 cho đến 57 kg 115.000. Lỡ 22. Lỡ 22. Cái đây lỡ 22. Này sửa mã là phần 22. Rồi lỡ 38. Bộ này nền sáng nha. Lỡ 38.
45 cho đến 57 kg 115.000, lỡ 38. Rồi các lấy ghi cho tiết lỡ 38 nha. 115.000. Lỡ 38. Rồi sửa mã 38. Rồi lỡ 48. 45 cho đến 57 kg 115.000. Lỡ 48. Nền sáng nha khách, nền sáng. Lỡ 48. 115.000. Rồi ghi sửa mã 48. Rồi cái này lỡ 94 khách ơi. 45 cho đến 57 kg 115.000, lỡ 94. Lỡ 94. 45 cho đến 57 kg 115.000, lỡ 94. Rồi khách lấy ghi cho tiết mã của mình là lỡ 94. Rồi lỡ 14. 45 cho đến 57 kg 115.000. Rồi lỡ 14. 45 cho đến 57 kg 115.000, lỡ 14. Rồi lỡ 66. 45 cho đến 57 kg 115.000, lỡ 66. Rồi tiết nghỉ nha cả nhà. Các cũ nào đi đơn thì báo tiết cái gửi luôn nha, còn không thì bên tiết vẫn gọi bình thường. Hôm nay là lỡ 66 nha. Rồi khách cũ có đi đơn thì mình nhắn tiếng luôn, gửi luôn khỏi gọi. Còn lại thì bên tiếng vẫn gọi, khách mới cũ thì vẫn gọi bình thường. Hôm nay chủ nhật thì không có gọi, ngày mai gọi hết nha cả nhà. Rồi tạm biệt mọi người.